Vừa qua tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã tổ chức lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới năm 2023. Tại lễ phát động cuộc thi, Bộ trưởng Bộ Công Thương, trưởng Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch là một nội dung cơ bản hệ trọng sống còn của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là công việc tự giác thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp, của từng cơ quan đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ngành công thương. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại 66 tổ chức Đảng, các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị xã hội thuộc Bộ Công Thương và bạn đọc cả nước.